Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với Âm Thanh Tân Tiến. Và em biết được rằng là ở trong video này có rất là nhiều bác đang gặp những cái vấn đề về karaoke gia đình và nghe nhạc cũng vậy. Với các bác mà hay hát karaoke thì các bác vẫn thường nói với chúng em, với mọi người rằng là anh phải có rượu vào thì anh mới hát được. Và em biết những cái nỗi đau của các bác, và đấy đó chính là khi mà các bác hát karaoke với một cái volume mic của các bác hát rất là nặng và hệ thống vang vọng không được ngọt, tiếng nó bị phô, hoặc là các bác vặn quá là nhiều lên thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là tăng repeat này, tăng delay lên thì cái chế độ vang vọng của bác rất là nhiều và hát nó giống như là cãi nhau vậy. Đấy, và một đặc điểm nữa là chiếc vang nhà các bác, vang cơ rẻ, giá rẻ, và những chiếc âm ly hát karaoke rất là bị rú rít. Đấy, tình trạng rú rít nó khá là phổ biến trong những bộ dàn karaoke, và các bác phải khắc phục điều đấy luôn, không thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là cháy loa tép. Ở một bộ dàn karaoke, nếu nhà mà nhà các bác nào mà có loa xịn chẳng hạn như một cặp DMX hoặc là cặp JB gì đấy, nó đắt tiền một chút, khi mà hú rít thì nó quét một cái rất dễ bị cháy tép. Đấy, mà nó sẽ mất đi cái giá trị của chiếc loa của chúng ta. Và đây em đã có một giải pháp cho các bác nào mà hát karaoke có một chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt, và các bác không cần sử dụng những chiếc vang số quá là cầu kỳ với chuyên môn kỹ thuật rất là cao, và phân khúc những cái chiếc vang số đấy nó cũng khá là đắt để được một cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Và khi mà các bác mua dùng vang số thì các bác phải có kỹ thuật để các bác khai thác được tối đa cái tính năng cũng như cái hiệu năng của nó đem lại. Đấy, và ở đây thì em đang có một chiếc vang cơ đời rất là cao và có một cái tính năng cũng như cái hiệu năng sử dụng cực kỳ là ấn tượng so với những cái dòng vang số mà tầm 4-5 triệu thì nó cũng không ngán nồn các bác nhá. Ở đây thì một chiếc vang cơ nó rất dễ sử dụng và những cái tính năng của nó đem lại thì nó luôn luôn là vượt trội so với những dòng vang cơ phân khúc tầm độ trên 2 triệu. Ở đây thì em bật mi giá cho các bác luôn là ở đây em đang có một chiếc vang của Little Sound có model là FX750, hãng niêm yết giá là 5.100.000 đồng, và em đang được một cái mức giá chiết khấu rất là tốt, giá để cho các bác chỉ có 3.500.000 đồng các bác nhá. Và em sẽ quay qua cho các bác cái vỏ hộp của nó. Đây, các bác có thể nhìn thấy là Little Sound, đơn vị nhập khẩu phân phối công ty điện tử Phượng Hoàng. Đấy, và nó sẽ có nhãn hiệu Little Sound Pro FX750MK2. Đấy, và đây là hàng mới nhập khẩu ngày 20 tháng 4 năm 2020. Đấy, rất là chất lượng, một cái vỏ thùng rất là đẹp và một con vang mặt phay kim loại như này rất là đẹp các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy là rất là cao cấp, rất là đời mới, giá 3.500.000 đồng. Khi mà các bác bỏ ra một cái mức giá 3.500.000 đồng, nó có sự khác biệt gì, nhưng có những cái gì đặc điểm gì khác mà những chiếc vang khác nó không có? Thứ nhất phải kể đến nó là điểm đầu tiên, đó là reverb. Reverb để giúp cho các bác hát karaoke tiếng nó mượt, tiếng nó mềm, tiếng nó ngọt hơn. Khi mà các bác hát chỉ có delay hoặc repeat hoặc là echo delay không thì nó sẽ có một cái hiệu ứng vang vọng nó khá là thô, và khi mà các bác vặn nhiều lên thì nó lại nhại quá là nhiều. Đấy, hát cứ như là cãi nhau, nên là các bác hát karaoke nó không vào, hát nó rất là chối. Đấy, và các bác luôn luôn bảo với em là rằng là anh phải có rượu, anh phải nhậu vào anh mới hát được. Đấy, lúc đấy là hát nó mới vào, hát nó đỡ bị mệt hơn. Đấy, khi mà các bác hát karaoke thì rất quan trọng đến vang vọng. Đấy, vang vọng giúp cho xử lý tiếng hát của chúng ta nó mềm hơn, nó ngọt hơn. Và ở những chiếc vang cơ khác không có, đó là reverb. Một yếu điểm nữa của vang cơ đó là chống hú không tốt. Đấy, và các bác biết được rằng là khi mà chống hú không tốt thì các bác phải giảm cái volume mic xuống. Mà giảm cái volume mic xuống thì các bác hát rất là nặng. Đấy, nên là Little Sound hiểu được khách hàng muốn cái gì, muốn được rằng là một chiếc vang cơ vẫn phải đáp ứng được cái tính năng chống hú tốt, và con chip đời mới này đấy nó xử lý tín hiệu, và cái FBX này hãng trang bị cho các bác một cái hiệu năng sử dụng rất là cao, và các bác hát karaoke thì không lo bị hú rít nữa nhá. Các bác có thể vặn to volume lên với một cái mức độ vừa phải sẽ tốt hơn những cái con vang mà nó không có chống hú hoặc là chống hú không tốt. Đấy, đây là một tính năng nữa, nó chống hú gần như là
Nếu mà vang số có thể chống ngũ được tuyệt đối thì con này nó sẽ phải chống ngũ được 7 phần đấy, 7 điểm. Thì nó rất là ấn tượng. Bình thường những chiếc vang cơ khác theo em đánh giá tầm phân khúc trên 2 triệu thì nó chống ngũ nó không được tốt cho lắm, nó chỉ ở được mức đâu đó khoảng tầm độ 3 4 điểm thôi. Nhưng mà một con vang FX750 này thì nó chống ngũ cũng phải được 7 7 điểm các bác nhá. Đấy, nó không được tuyệt đối như những chiếc vang số. Những chiếc vang số thì chúng ta cần phải khai thác với một cái trình độ kỹ thuật rất là cao và cần phải máy móc đo đạc xem nó hú ở giải nào thì cắt ở giải đấy. Nhưng mà không, với cái vang cơ này thì chúng ta rất là dễ sử dụng các bác nhá. Và các bác có thể ấn vào đấy, FBX này, các bác có thể nhìn thấy ở trên cái màn hình LED nó hiển thị rất là nhiều cái mục. Các bác có thể ấn vào FBX này thì nó sẽ là on, các bác nhả ra thì nó sẽ off và nó sẽ hiển thị là music mix effect, nó có volume là 15, 23, 43 đấy, và delay này, reverb, repeat này, nó có chỉnh đến mức nào thì nó có hiện các bác nhá. Và con này nó có một đặc điểm nữa là nó thích hợp cả giải mã và cổng quang USB, Bluetooth, rất là nhiều tính năng kết hợp tín hiệu đầu vào. Và có một đặc điểm nữa, rất nhiều chiếc vang khác mắc phải, đó là không có cái cổng mic input ở đằng sau. Mỗi lần mà các bác cắm mic từ từ đầu thu mic phải vòng ra đằng trước của con vang thì dây nó rất là vướng. Và ở đây thì hãng đã thích hợp đằng sau các bác nhá, kết nối đằng sau này. Đấy, đến kết nối đằng sau này. Đây, kết nối đằng sau các bác nhá. Thì em sẽ quay cho các bác đằng sau này. Đấy, đây là một tính năng rất là tốt, nên là biết được những cái nỗi đau của các bác là dây dợn rất là lòng thòng các bác nhá. Và sẽ có hai kênh EQ để cho các bác chỉnh làm sao để là tiếng bass, tiếng treble nó lên được. Đấy, và những cái giải tần của các bác có thể cải thiện được chất âm, chất nhạc cũng như là chất mic của các bác đang gặp phải. Ví dụ nhà các bác chống treble đánh chưa căng, đấy, bass nó chưa được xuống sâu cho lắm thì các bác có thể thêm được một con vang vào. Các bác dùng cái tô vít hai cạnh này của hãng đi tặng để các bác vặn lên. Đấy, vặn tăng bát lên nha các bác nhá, tăng giảm bát tùy chỉnh này, tăng giảm mid này, tăng chép này. Đấy, và nó sẽ có ba cái volume tổng của effect, của mic, của music này để các bác tùy chỉnh làm sao cho nó hợp lý. Và các bác hãy cùng em tìm hiểu đằng sau chiếc vang cơ FX750MK2 này thì nó sẽ có những cái gì các bác nhá. Ok, ở đằng sau chiếc vang FX750MK2 là mã này thì nó có những gì? Nó sẽ có cổng mic 3 in đằng sau này. Đấy, thì các bác cắm ở đằng sau thì nó sẽ không bị vòng cái dây đằng trước, nó rất là gọn, nó rất là tiện lợi các bác nhá. Và có hai cổng AUX in. Đấy, có cổng preset vôn và sẽ có cổng digital in, cổng quang này. Đấy, và các bác hiện giờ là các bác dùng cổng quang rất là nhiều luôn. Những con tivi đời mới bây giờ thường nó sẽ không có cái cổng hoa sen này. Đấy, và các bác dùng cổng quang và tín hiệu đường quang giờ các bác cứ truyền tay nhau là nó là chuẩn nhất, nó là hay nhất. Đấy, thì các bác cứ chơi đường quang thôi các bác nhá. Và nó sẽ có những cái cổng suzao out này. Đấy, cổng cổng rl out này, có cổng bass out này. Đấy, nó sẽ có cổng canon này, R out này, L out này, left và right đấy, các bác có cả cổng bass out. Đấy, các bác có thể là kết nối đấy, với những tín hiệu từ con đẩy xuống, và nó sẽ có một cái cổng nguồn chân ba chạc này thì nó sẽ dùng điện là 200 đến 240V, số là 50 trên 60Hz. Đấy. Ở đây thì thường là Việt Nam mình toàn dùng điện 220 thôi, không dùng điện 110 như các nước thông thường khác các bác nhá. Và các bác có thể nhìn thấy là cái logo của công ty điện thực Phượng Hoàng phân phối đây. Đấy, rất là nhiều nha các bác nhá. Little Sound, DMX, rất là nhiều thương hiệu đình đám nổi tiếng khác, và sẽ có logo này các bác này. Đấy, và hiệu năng của nó sử dụng như nào, tính năng của nó như nào thì em đã giới thiệu rồi. Và ngay sau đây em sẽ dành tặng cho các bác một bản nhạc hát karaoke để chứng minh được rằng là con vang này nó rất là hay về tiếng nhạc cũng như là tiếng mic các bác nhá. Để giải quyết được cho các bác là vang vọng nhà các bác đang không hay về mic, đang bị hú rít, thì con vang cơ này nó chống hú cực kỳ là tốt. Và giá để cho các bác một cái mức giá rất là ưu đãi, giá chỉ có 3.500.000 đồng các bác nhá. Và các bác nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay tới Âm Thanh Nhân Tiến. Ngày hôm nay thì em sẽ ghép với một con mic của Việt KTV. Đấy, con mic này nó cũng rẻ thôi, nó không quá là đắt. Và ngay sau đây thì em sẽ tặng các bác một bản nhạc Bolero, một dòng nhạc mà các bác rất hay
hát cao kê các bác nhá. Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, như ông che quên em bóng dừa nghiêng lá xô xe. Nguyện ngày xưa em đừng ghi vào đời.